Một trong những cái tính năng mà mình thích nhất ở tựa game Tiếu Ngạo này đó chính là võ học anh em ơi. Võ học thì nó chia ra làm hai hệ anh em ạ. Một là Thái Cực này, hai là Chân Võ. Thì hai cái hệ này nó đều có những bộ skill khác nhau anh em nhé. Anh em lưu ý là khi chúng ta đi chiến đấu PK ấy, thì hai cái bộ võ học này chúng ta không thể nào mà dùng đồng thời được. Khi mà chúng ta đã ấn sử dụng một bộ rồi thì nó sẽ khóa bộ đấy lại. Thế cho nên trước khi chúng ta đi làm hoạt động gì đó, ví dụ như là PK này, đi phụ bản, thì chúng ta cần phải xem xét xem là bộ võ học mà mình lựa chọn nó đã phù hợp với cái hoạt động đấy chưa nhá. Và tất nhiên là để hiểu được cái bộ võ học đó thì chúng ta cũng cần phải ngâm cứu một chút về môn phái của mình đang chơi, thì mới xem là skill của nó có công dụng như thế nào. Từ đó là đi những cái hoạt động nó mới ổn áp được anh em ơi. Và các skill chiêu thức ở đây thì nó đều có video minh họa để cho chúng ta có thể xem được hiệu ứng skill chiêu thức như thế nào. Khi mà chúng ta đi ra trận thì hoàn toàn là có thể hiểu được và cần dùng skill nào trước, skill nào sau nha anh em. Ví dụ như Vạn Nhạc Triều Tông thì phóng 8 thanh kiếm bao quanh kẻ địch. Đó. Đồng thời là có hiệu quả giảm tốc, thì anh em có thể xem luôn ở đây nha. Cái skill chiêu thức thứ hai là Tam Hoàn Sáu Nguyệt. Thì skill này nó sẽ tạo ra hai tàn ảnh và tấn công theo một đường thẳng hình chữ nhật anh em nhé. Ui, anh em thấy ác liệt không? Được quét đấy nhỉ. Tiếp theo là chiêu thức Kiếm Chỉ Sơn Hà. Thì đây là một trong những skill mà có lượng sát thương khá là lớn, đồng thời sẽ có thêm hiệu ứng là tăng sát thương và tạo thêm một cái hộ thuẫn cho bản thân nữa anh em nhé. Ui, nhìn skill này kiểu là chém gió nhỉ anh em nhỉ. Chém bắt xé tan bầu không khí rồi này. Chiu. Tiếp theo một skill chủ động nữa là Thê Vân Trung. Thì skill này có khả năng là xóa khống chế, tăng sát thương cho bản thân cũng như là giảm tốc cho kẻ địch nhá. Đấy, lao về phía trước luôn anh em ơi. Ui, nhìn ảo ma Canada vãi trưởng luôn anh em ạ. Được nha. Đặc biệt là môn phái võ đàng thì mình thấy có quả skill võ đàng kiếm khí này rất là hay luôn. Khi mà chúng ta đi chiến đấu thì sẽ tích lũy lại cái điểm là võ đàng kiếm khí. Anh em thể nhìn thấy là chúng ta có thể tích lũy được tối đa là 5 điểm kiếm khí nhá. Và tất nhiên là càng tích lũy được nhiều điểm thì cái sức sát thương của chiêu thức nó gây ra càng nhiều. Nhưng nếu như trong trường hợp bất đắc dĩ chẳng hạn, khi mà chúng ta mới chỉ tích lũy được 2 hay 3 điểm thôi mà cần thiết phải sử dụng thì hoàn toàn là có thể ấn trước được để có thể là sử dụng nha anh em. Tất nhiên là lượng sát thương gây ra không thể nào mà bằng khi mà chúng ta tích lũy đủ 5 ấn được. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải linh hoạt tùy từng trường hợp, đặc biệt là trong PK để có thể là giành lợi thế anh em nhé. Đấy, ngoài ra thì còn có quả nộ lên như thế này nữa, trông cũng khá là ngầu anh em ơi. Và để skill chiêu thức của anh em mạnh mẽ hơn thì anh em cần phải kết hợp với cả tuyệt học nữa. Thì chúng ta có tối đa là 3 bộ tuyệt học. Thì đầu tiên là chỉ mở được một bộ thôi. Lên level 108 thì anh em có thể mở thêm được một bộ nữa. Và đến level 163 thì anh em có thể mở thêm một bộ tuyệt học phụ nữa. Nhưng cái bộ phụ này nó chỉ có hiệu quả thuộc tính tu luyện anh em ạ. Ví dụ như ở đây là mình đang có một cái bộ tuyệt học Chân Võ Thất Tiện Kiếm. Thì cái tuyệt học này nó có hiệu quả tu luyện cho chiêu 1 của mình thôi. Và đây là cái hiệu quả của nó mang lại anh em nhé. Lần đầu tấn công thì khiến địch giảm tốc trong 3 giây này. Sau đó duy trì tấn công sẽ kèm hiệu quả bất lợi cho địch, cộng dồn 5 tầng địch sẽ bị định thân trang bị chung với cả cái tuyệt học Hàn Băng Chân Khí. Thì có thể tăng thuộc tính tu luyện là cộng 10%. Đấy, ví dụ như mình sẽ trang bị cái Chân Võ Thất Tiệt Kiếm này vào đây. Và sau khi có được cái Hàn Băng Chân Khí chẳng hạn, mình lắp thêm vào mấy ô dưới này thì nó sẽ kích hoạt duyên cho cái tuyệt học của mình. Và thế là bây giờ skill đánh thường của mình đã có thêm hiệu quả giảm tốc cực kỳ là ngon lành cành đào. Ra chiêu liên tục tục đấy, cộng dồn 5 tầng thì địch sẽ bị định thân trong vòng 4 giây. Tiếp theo là về tâm pháp, chúng ta có thể lĩnh ngộ tâm pháp để mở thêm những cái hiệu ứng. Khi bông hoa này của mình mà đạt tối đa lên thì có thể là đột phá lên để tăng tầng anh em nhé. Rồi mình sẽ lĩnh ngộ nhanh thêm phát nữa. À, đầy đủ 4 bông thì mình có thể đột phá được nha. Ấy, tầng tiếp theo là Vi Minh. Chà, chỉ số thuộc tính cũng tăng thêm được một chút. Tất nhiên là càng tăng được nhiều cái cảnh giới này thì cái chỉ số thuộc tính của chúng ta tăng được càng nhiều anh em nhé. Đây, mình đang đi một trận Hoa Sơn Luận Kiếm. Lực chiến ngang ngang tầm thì sẽ được ghép cùng trận với nhau để đi chiến đấu anh em ạ. Đó. Ui dồi ôi, kẻ địch cũng khá là mạnh nha. Mình thấy là trong hoạt động PK này, Hoa Sơn Luận Kiếm hay là Diễn Võ Trường đây thì đấu trí khá nhiều, bởi vì nó còn liên quan đến hiệu ứng skill nữa. Nếu như anh em lựa chọn bộ skill rồi thì tâm pháp võ học phù hợp á, thì tay cũng phải nhanh nữa thì chúng ta mới có thể là giành chiến thắng được ở trong cái phần này nha. Quan trọng là anh em phải hiểu về bộ skill chiêu thức của môn phái mình cơ. Rồi, múc vào đi. Ủa, thú cưng khỉ con của mình vừa hẹo xong, bây giờ mới được hồi sinh nha. Ủa, cái địch đâu rồi? Chạy à? Chạy làm sao mà chạy? Ai à, ngang tàng ngang sức anh em ơi. Kê lên nó đi. Ui, đau thế. May quá mình vừa được sử dụng skill. Tiếc phai anh em ơi, chỉ thua trong một gang tấc luôn anh em ạ. Cay thực sự luôn. Ngoài ra thì tựa game này cũng có một số tính năng khác khá là hay. Ví dụ như là gacha nhé. Đấy, chúng ta có thể là gacha để tìm hiệp khách xịn xò con bò này. Ở đây là mình đang có 17 cái vé, mình sẽ x10 phát xem được hiệp khách gì xịn hay không nha.
Đây rồi, hình như là có thêm kiếm khách gì đấy. Chắc Việt luôn anh em ơi. Cái gì đây? Wow, danh sĩ giang hồ. Ưu tú luôn này. Được của ló anh em ạ. Uầy, xịn nhà. Thế là mình có một hiệp khách Chắc Việt, một khách ưu tú luôn. Ui đỉnh đấy, pha này là cũng hên đấy chứ. Đấy, mình phải vào ngay phần hiệp khách để xem thế nào. Rồi, ok. Có một hiệp khách mới xịn sau con bò thì chắc chắn là phải cho vào luôn thôi. Nhưng mà những cái hiệp khách ở đây nó phải ra trận cùng với nhau thì nó mới tạo được cái hiệu quả tối đa anh em ạ. Ví dụ như hai em này nhá, cùng lệnh hồ sung là tăng thêm 10% phá phòng này. Và em này này cũng ra trận cùng lệnh hồ sung thì tăng thêm 10% kháng bạo. Tức là bây giờ mình đang cần tìm kiếm em lệnh hồ sung nữa, là cái bộ ba này của mình nó sẽ đạt được hiệu quả tối đa luôn anh em ơi. Cho nên là trong phần hiệp khách này mình thấy phẩm chất nó cũng quan trọng, nhưng mà sự phù hợp nó còn quan trọng hơn anh em nhé. À, ở đây mình có một cái hoạt động là nuôi thú cưng anh em nhé. Đấy, cho nó ăn các kiểu luôn. Ui sợ, làm nhiệm vụ xong còn nhận được mấy cái khung này. Dương này nhận được cái gì đây? Ai xà, thảo hoàn đơn. Chơi thử một số mini game đây xem nào. Ok, làm gì đấy? Ủa, mình làm gì mèo ơi? À, nhảy bánh xe. Được luôn, easy. Ok. Úi xà, đơn giản. Nhảy luôn. Cánh này to này. Chúng ta hoàn toàn có thể giữ là nó nhảy lên cao hơn anh em nhé. Ai thôi, chơi lại anh em ơi. Cay quá. Ủa, có đấy đang định diễn tả quả giữ lại nhảy xa hơn hay không mà cuối cùng nó lại nằm đúng cái bánh xe. Tiếp tục nào. Ui ôi, là nát anh ạ. Ui ôi, rồi. Ui ôi, chân ngắn mà nhảy cao phết. Mày này, Nhảy luôn. Ê, đơn giản đấy, lăn nhanh hơn tí nữa thế nào. Ui xồi, easy. À đâu, nó bắt đầu lăn nhanh thật anh em ơi. Rồi, vẫn nhảy được nha. Tiếp tục. Ui rồi, dễ. Ui rồi, nó bắt đầu lăn ra nhiều anh em ạ. Nhưng mà vẫn dễ anh em ơi. Hả? Kỳ vậy. Chờ trận nữa anh em ơi. Bực thế nhở. Cú vai vẫn chưa về đến đích thì xem như thế nào. Rồi, xem phần quà là cái gì chứ. 1 2 Tiếp tục nào. Cố lên. Rồi luôn, đơn giản. Rồi, nhảy luôn. Đùa ảo thật đấy. Thôi, anh em thử chơi hoạt động này xem chơi ok hơn mình không nhá. Và thêm một hoạt động nữa cũng lạ vách cả trưởng luôn anh em ơi. Cầm tiêu anh em nhá. Ở đây, mình hoàn toàn là có thể tạo ra những bản nhạc của riêng mình anh em ạ. Diễn tấu luôn này, gảy đàn. Mình sẽ ấn ghi hình để tự do diễn tấu nha. Rồi. Ok. Tự tạo ra các nốt của riêng mình. Anh em thấy như thế nào? Gặp nhau rồi, thật khó lìa xa. Bao tâm sự còn đang dang dở. Đấy, anh em thấy ác liệt không? Quánh những quả đàn gọi là khủng khiếp luôn anh em nhá. Để tạo ra được những cái âm thanh đi vào lòng người thì nó cũng hơi bị khó đấy. Đây là mình đang tạo ra những âm thanh để đi thẳng vào lòng đất anh em nhá. Ha 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 ha